Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm một clip hướng dẫn các bạn cách dùng Revit 2025 để dựng lại một cái công trình từ những cái hình ảnh của cái công trình đó. Và công trình mình đưa ra làm ví dụ trong clip này là một công trình PVT House ở Huế. Mình lấy từ trên Art Daily xuống và trên này thì có đầy đủ các cái hình ảnh về phối cảnh cũng như là các cái mặt bằng đi kèm để mình có thể là cùng các bạn để dựng cái mô hình này. Vì cái việc làm ở trên Revit 2025 nó hơi khác những cái phiên bản khác cho nên là mình sẽ làm từ đầu để cho những bạn nào mà chưa sử dụng Revit 2025 bao giờ thì các bạn theo các cái bước này để các bạn thực hiện. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái dự án mới. Với Revit 2025 thì chúng ta chỉ còn có hai cái template mặc định của Revit thôi. Mình sẽ chọn là Matrix Multi Discipline và mình sẽ chọn là Create New Project, mình bấm OK. Sau khi mình đã đi vào trong cái môi trường này rồi thì Revit 2025 nó hơi khác một chút xíu so với những phiên bản khác. Để bắt đầu vẽ thì các bạn hãy xóa những cái khung màu xanh lá cây này đi, bấm Delete. Và chúng ta sẽ sang cái khung phối cảnh, khung nhìn phối cảnh. Và chúng ta cũng xóa luôn cái khung Scope Box này đi, Delete. Thì chúng ta sẽ có lại một cái giao diện nó giống như là các cái phiên bản Revit trước và các cái thông số bên này các bạn toàn quyền các bạn điều chỉnh được. Bao gồm đây là khung Crop View. Ngoài ra nó có sẵn hai cái vết cắt để chúng ta có thể là tạo nên cái mặt cắt dọc và cắt ngang cho công trình. Các bạn thích thì các bạn xóa đi, các bạn không thích thì các bạn để lại cũng được. Để vẽ cái công trình này thì chúng ta sẽ làm những công việc như sau. Thứ hết mình sẽ đi tạo các cái đường level của công trình. Chúng ta đi vào trong cái nhóm view mặt đứng và chúng ta sẽ chọn mặt đứng bất kỳ. Rồi chúng ta sẽ khởi tạo các cái view mặt đứng, các cái đường level trên mặt đứng. Sau khi tạo các cái đường cao độ tương ứng với công trình xong thì mình sẽ quay ngược trở lại mặt bằng tầng 1 và bắt đầu import cái hình mặt bằng vào để chúng ta tiến hành vẽ ở trong Revit. Thao tác import như sau, chúng ta vào trong cái mặt bằng tầng 1 và chúng ta vào trong menu Insert. Trong menu Insert này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái câu chuyện là Import Image hoặc là Link Image, các bạn có thể lựa chọn cái nào cũng được. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn là Import Image nha. Và sau đó mình sẽ chọn cái hình mặt bằng tầng 1. Mình để nó vào ở trung tâm cái khu vực này. Sau khi để cái hình này vào xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta scale cái hình này lên cho đúng tỷ lệ. Thì đối với lại một cái hình mà nó có cái thước tỷ lệ xích ở đây thì quá tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần scale cái đoạn này lên đúng 5m là được. Còn nếu như mà không có cái thước tỷ lệ xích này thì các bạn có thể là scale gần đúng theo một cái kích thước nào đó mà các bạn tin tưởng. Ví dụ như là thông thường cái thước giường này nó loanh quanh đâu đó khoảng là ngang 2m, dài 2m1 chẳng hạn như thế. Thì chúng ta có thể sử dụng cái kích thước giường này chúng ta đo, chúng ta scale để chúng ta chỉnh cho cái hình này về đúng tỷ lệ. Còn ở đây thì mình sẽ scale cái này. Và thao tác để scale thì nó sẽ như sau. Các bạn vào trong tab Modify, chọn bức hình này và vào trong cái công cụ Scale ở đây, phím tắt của nó là RE. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái điểm đầu tiên của cái trục Scale. Sau đó các bạn sẽ bấm tiếp vào cái điểm này. Và cái điểm này là cái điểm đầu mút của cái đoạn 5m này thì hiện nay nó đang là 7700. Vậy thì chúng ta sẽ kéo cái đoạn này về. Sau khi bấm hai điểm nó xong chúng ta thả tay ra, chúng ta kéo về đến là 5000. Vậy chúng ta bấm vào đây. Thì như vậy thì cái hình này nó chỉ được scale về sao cho cái đoạn này là từ đây đến đây là 5000. Chúng ta có thể dùng cái thước ở trên này để chúng ta đo kiểm chứng lại kết quả. Ví dụ như là từ đây đến đây gần đúng là 985, là gần đúng 1000. Ở đây từ đây đến đây là 4900 mấy đó, chúng ta sẽ gần đúng là 5000. Đó, thì chúng ta vẽ lại từ cái hình ảnh thì chúng ta sẽ scale cố gắng gần đúng nhất có thể. Và chúng ta cũng thể kiểm chứng thêm một số cái thông tin nữa. Ví dụ như chiều dày của bức tường này chúng ta cũng gần đúng là 200. Rồi cái cửa này, cái cửa đi vào phòng này chúng ta sẽ có gần đúng là 850 chẳng hạn. Thì chúng ta đã, sau khi chúng ta đo kiểm tra một vài thông tin xong thì chúng ta đã tin tưởng cái hình này đúng tỷ lệ. Kế đến thì các bạn sẽ chọn cái hình này và các bạn sẽ bấm cho mình cái nút pin để ghim cái hình này tại vị trí này. Chúng ta không có xê dịch cái hình này nữa để chúng ta tiến hành chúng ta vẽ. Trong thao tác vẽ thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vẽ tường. Để vẽ tường thì chúng ta chuẩn bị trước các cái loại tường chúng ta cần dùng. Nhìn quanh bằng vẽ thì chúng ta nhận thấy ở đây chúng ta sẽ có các cái loại tường sau: tường 200, tường đơn 100 và tường có một ít đoạn tường đôi trang trí khoảng 400. Chúng ta sẽ tạo luôn một lần để mất thời gian. Bằng cách các bạn sẽ vào trong Word này và chúng ta sẽ đi chúng ta tạo các cái loại tường. Sau khi tạo xong chúng ta có 3 loại cơ bản như này, chúng ta tiến hành vẽ. Đầu tiên mình sẽ dùng cái loại là tường dày 200. Chúng ta bấm OK. Đối với cái tường này thì mình sẽ vẽ từ tầng 1 lên đến tầng 2 và cái location line lúc này thì mình sẽ chọn là Core Face Exterior để mình dự trù trường hợp sau này mình khai báo thêm các lớp cấu tạo hoàn thiện nếu có cho cái bức tường thì bức tường chúng ta sẽ không có bị nhảy. Và mình sẽ tiến hành vẽ.
Cái cách để vẽ nhanh ở chỗ này đó là chúng ta cứ vẽ theo các cái hình ở đây và vẽ gần đúng. Sau khi mà chúng ta vẽ gần đúng xong thì chúng ta mới đi chỉnh các cái kích thước về các cái làm sao cho nó chẵn số. Ví dụ như hiện nay chúng ta có bức tường này với lại bức tường này thì bây giờ nó cách ở đây là 1917 thì mình có thể làm tròn lại là 1900. Rồi bắt đầu đến cái bức tường này, cái khoảng cách từ đây đến đây là 1000, đo đến bức tường này 1000 mình thấy chẵn số rồi thì mình sẽ không có sửa gì thêm. Rồi đến bức tường này nó là 2220 thì mình sẽ sửa lại 2200. Đó. Thì cứ tương tự như vậy, chúng ta sẽ chỉnh dần các kích thước về cho nó về kích thước hợp lý và nó không bị lẻ quá thì chúng ta sẽ có được một cái mặt bằng tầng 1 nó chuẩn theo hình. Sau khi chỉnh xong các kích thước thì chúng ta được cái mặt bằng như này và chúng ta tiếp tục chúng ta lên tầng 2 thì chúng ta làm tiếp. Tầng 2 chúng ta làm tương tự như tầng 1 nhưng lúc này chúng ta có những cái bức tường chuẩn kích thước, đặc biệt là tường bao của tầng 1 rồi thì các cái bộ phận của tầng 2 chúng ta sẽ căn cứ theo tầng 1 chúng ta làm. Đầu tiên chúng ta cũng insert và chúng ta sẽ chọn import image và chúng ta sẽ vào trong cái phần thông tin chúng ta lấy cái mặt bằng tầng 2. Và chúng ta đặt vào đây. Kế đến chúng ta cũng đi scale cái này lại theo cái kích thước của cái tầng 2. Scale này về là 5000. Sau đó thì chúng ta cũng di chuyển cái tầng 2 này, mặt bằng tầng 2 vào cái vị trí nó tương đối khớp với lại cái mặt bằng tầng 1 chúng ta đang có. Ví dụ như mình sẽ dùng cái góc này để mình di chuyển nó về khớp với lại cái góc tường này. Và cuối cùng thì mình cũng tiến hành là mình pin cái mặt bằng cái hình mặt bằng tầng 2 lại theo cái này và mình sẽ tiến hành là mình vẽ theo cái mặt bằng tầng 1. Nếu như các bạn ở trong mặt bằng tầng 2 mà không thấy được các bộ phận của tầng 1 thì các bạn nhìn sang cái phần property của view tầng 2 và chúng ta chỉnh cái rank base level underlay này là từ tầng 2 lên nhìn xuống tầng 1 thì chúng ta sẽ thấy được những cái phần tường là những cái nét mờ mờ ở bên dưới cái tầng 1 để chúng ta căn cứ chúng ta vẽ theo. Và vẫn như thế, chúng ta sẽ vẽ cái tường bao trước và sau đó chúng ta vẽ tường ở bên trong sau và nhớ là tường bao thì cố gắng vẽ canh theo những cái tường đã có ở tầng 1 nhé. Thì sau khi chúng ta dựng cái hệ tường sơ bộ của tầng 1, tầng 2 và tầng 3 xong thì chúng ta sẽ đi qua chúng ta làm các cái cấu trúc sàn cơ bản. Thì với cái những cái công trình khác nhau thì nó sẽ có cấu trúc sàn thực tế khác nhau. Ví dụ như công trình này thì sử dụng nhiều cái thủ pháp là những cái sàn nó chồng lên nhau như thế này. Thì để cho trước khi chúng ta đi vào chúng ta chỉnh những cái sàn theo đúng như công trình thì chúng ta có thể vẽ trước những cái sàn cơ bản, ví dụ như là sàn tầng 1, sàn tầng 2, sàn tầng 3 và sàn mái cũng như là các cái nền liên quan đến sân vườn trước khi chúng ta đi vào chỉnh chi tiết thì nó sẽ dễ hơn. Đầu tiên đối với lại cái khu vực sàn tầng 1 thì chúng ta để làm cái khu các cái mặt nền của tầng 1 và các cái mặt sàn của các tầng ấy thì công cụ cơ bản chúng ta vẫn cứ dùng công cụ floor cho nó dễ dàng sử dụng. Nhưng mà trước khi làm những cái floor như thế chúng ta sẽ làm luôn cái đường bao ranh giới của khu đất bằng cái công cụ sau vào trong phần massing and size và chúng ta sẽ vào trong cái phần property line để dựng cái đường bao của khu đất. Chúng ta sẽ chọn là gray by sketching. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng công cụ mà do khu đất này hình chữ nhật nó đơn giản cho nên chúng ta sẽ dùng cái công cụ là vẽ hình chữ nhật của chúng ta sẽ vẽ một cái đường từ đây qua đến khu đất này và chúng ta tinh chỉnh lại kích thước cho nó gọn gàng một chút, ví dụ như đường này thì nó ăn theo cái đầu này rồi. Còn cái đường này thì chúng ta có thể là ở đây chúng ta không có biết cơ khu đất này nó khoảng bao nhiêu, chúng ta có thể tạm cho con số nó chẵn một chút, ví dụ đây là 11.626 thì mình sẽ để lại là 10 11.600. Enter. À, chúng ta bấm Finish thì nó sẽ có một cái đường bao ranh giới khu đất này. Thì đường bao ranh giới khu đất ở trong Revit thì nó sẽ có tác dụng là ở tầng nào các bạn cũng có thể thấy được cái đường bao này để các bạn có thể tinh chỉnh những cái liên quan đến mô hình của mình. À, sau đó thì chúng ta sẽ đi chúng ta vẽ các cái nền tương ứng. Thì bây giờ với cái nền ấy, thì dễ nhất là mình sẽ vẽ từ cái nền cao độ 0 0, từ cái nền chuẩn trước. Ví dụ trong này trong cái nhà này chúng ta sẽ có những cái nền những cái khu vực như này. Đó, là từ 1 5 7 4 13 10 11 thì chúng ta sẽ vẽ bằng cái nền 0 0 trước. Thì trong này nó có những cái khu vực như là nền hiên hay là nền terrace hay là nền vệ sinh thì có thể là nó sẽ thấp hơn một chút xíu thì sang cái phần mà tinh chỉnh chi tiết ta làm sau. Nó vào trong cái phần floor và chúng ta có thể là tạo ra một cái loại sàn hoặc là một loại nền dày khoảng 100 mm và chúng ta có thể là vẽ, chúng ta dùng cái công cụ vẽ đường bao này hoặc là chúng ta dùng công cụ pick line chúng ta vẽ cho nó nhanh cũng được. Giờ đây mình sẽ pick ở đây. Ở đây. Rồi cái chỗ này thì không, chỗ này cũng có thể là mình pick cái đường này. Rồi chúng ta bấm Finish nhé. Ở đây là cái ở tầng 1 chúng ta sẽ có được một cái mặt nền cơ bản nó sẽ như thế này. Và cứ như vậy thì các bạn có thể là làm hết cho những cái mặt nền khác. Thì sau khi đã vẽ các cái sàn xong thì chúng ta tiến hành đi vẽ các cái cửa cho nó gần đúng với vị trí ở trong mô hình. Thì với cái mô hình nhà này thì nó có một chút cái điểm đặc biệt để các bạn xem hồ sơ để các bạn sẽ thấy cái vấn đề đó là cái cầu thang
và các cái mặt nền của nó hơi đặc biệt một chút xíu, ví dụ như tầng 2 này. Thì cái tầng 2 này nó sẽ bao gồm hai phần, nó phần sàn thấp dành cho cái khu vực ở phía sau này, những cái phần mà nền trắng, sàn trắng trắng này, và cái phần mà đối với những cái sàn của cái phần màu màu xám này là cái phần sàn ở trên cao. Thì hai cái sàn này nó cách nhau đâu đó mà mình ước chừng theo hình ảnh là khoảng 900. Rồi thêm một cái điểm đặc biệt nữa đó là cái sàn tầng 3 thì nó sẽ gồm có hai phần, một phần sàn bình thường như thế này và một cái phần sàn để làm luôn cái phần trần cho cái không gian ở bên dưới này. Thì phần này mình cũng ước chừng như là nó sẽ thấp hơn cái sàn tầng 3 đâu đó khoảng tầm 1 mét. Đây, cái khu vực mà mình đang nói là cái khu vực này, là cái phần sàn ở cái chỗ này. Thì nếu như các bạn dựng cái mô hình này thì các bạn lưu ý về cái thước đó. Và cái việc mà sàn nó chênh nhau thế này thì trong công trình này nó cũng có một cái thủ pháp xử lý cái bậc cấp cũng khá là thú vị, đó là ở trong cái bậc cầu thang từ tầng 1 đến tầng 2 đến tầng 3 này, nó sẽ như sau. Đó là từ tầng 1 đi lên thì ở chỗ này nó vừa là một cái bệ ngồi, vừa là một cái bậc số 1, xong đến bậc số 2, xong đến bậc số 3 và cầu thang đi thẳng lên đến trên đây. Lên tầng 2 thì cầu thang lên thẳng lên chỗ này. Và từ tầng 2 thì sẽ có một bậc để đi lên cái khu vực cao ở trong khu vực này. Còn những cái khu vực này thì coi như trở thành một cái sàn ngồi, ngồi lửng. Và cái khu vực này ấy, thì nó lại từ đây lên một bậc, không từ đây lên một bậc nữa thì bắt đầu mới lên đến tiếp tục cầu thang từ tầng này lên đến tầng kế tiếp. Thì đó là cái cấu trúc của cầu thang này, nó sẽ đi theo cái câu chuyện của các cái cao độ sàn. Còn bây giờ thì để cho dễ mường tượng hơn thì chúng ta vẫn đi, chúng ta lắp các cái cửa vào các cái vị trí tương ứng, và nếu như các bạn có các cái thư viện cửa nó khớp thì các bạn lắp luôn, nếu không thì các bạn sử dụng những cái thư viện cửa gần đúng thì các bạn lắp vào để các bạn có thể là phân định những cái mảng không gian cho nó khớp với lại cái bố trí ở trên cái mặt bằng và trên cái hình dáng thực của cái công trình. Thì cơ bản sau khi các bạn đi lâu những cái family cửa, các bạn đưa vào đúng các cái vị trí của nó, chỗ nào cửa, chỗ nào tường kính, thì chúng ta sẽ có cái mô hình để chúng ta tiếp tục tinh chỉnh về các cái chi tiết ở giai đoạn sau nhé. Và những cái phần tinh chỉnh về chi tiết thì mình sẽ hẹn các bạn ở trong những cái clip sau liên quan đến series là model lại cái công trình theo những cái hình ảnh cho trước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, tạm dừng cái clip phần 1 ở đây nhé.